cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ni. Hồi hôm qua thì Ni mới vừa nhận được một cái bịch hàng phụ kiện này. Trong đây thì sẽ có những cái loại cục kẹp cũng như phụ kiện giống như máy hot girl doujin vậy đó. Và gần đây không biết sao Ni rất là thích mua những cái món đồ này luôn á. Bởi vì khi mà mình chụp ảnh á, mình chỉ cần mang những cái này lên một xíu thôi là cái ảnh của mình cảm giác nó đẹp hơn gấp 100 lần luôn á mọi người. Và hôm bữa cũng có một bạn đã ask trên Instagram của Ni hỏi chỗ mua những cái loại phụ kiện như thế này nè. Cho nên là sau khi nhận hàng xong á thì Ni đã quyết định làm một cái video unbox cho mọi người về những cái món Ni đã mua. Nếu như mà bạn cũng có cùng sở thích mua phụ kiện giống như Ni á thì hãy xem đến cuối video nha. Thật ra nếu mà nói đây là video unboxing á thì nó cũng không có được đúng lắm á, bởi vì cái này thì Ni đã mở ra để kiểm hàng rồi. Tuy nhiên có những món thì Ni chưa có sử dụng luôn á, cho nên cũng coi như là first impression đi ha. Trước khi bắt đầu video thì mọi người cũng đừng quên like video này và subscribe channel cho Ni nha. Bây giờ thì mình cùng nhau đi tiếp thôi nè. Món đầu tiên là một món nó không có liên quan đến những cái phụ kiện chụp ảnh lắm, nhưng cái món này Ni rất là muốn recommend cho mọi người, thì đó chính là cái miếng dán ngực không keo này nè. Không biết mọi người thì sao, nhưng mà với cá nhân Ni á, thì Ni rất là thích sử dụng những cái miếng dán ngực. Bởi vì một phần á, là Ni hay vận đồ dây nè, đồ hở lưng nè, với cả là ngực của Ni nó không có lớn lắm, cho nên là khi mà dùng miếng dán á, mình cảm giác là nó thoải mái hơn khi mà sử dụng áo ngực. Từ xưa tới giờ thì tụi mình luôn mang những cái loại mà nó có dán keo đúng không, thì những cái loại đó đúng là nó tạo cho mình cảm giác chắc chắn thiệt. Nhưng mà ví dụ như một ngày mình dùng cái thời gian quá lâu á, thì nó sẽ cảm giác hơi bị bí bí chỗ đó xíu đúng không? Cho nên đó là lý do mà sau khi biết cái miếng dán này nó không có keo thì Ni đã mua liền luôn, và thật sự rất là thích luôn á mọi người. Đầu tiên là cái bao bì của nó rất là chắc chắn nè. Khi mình mở ra thì nó sẽ có hai cái miếng như thế này, và theo Ni đọc thì cái miếng này nó sẽ hít vào ngực của mình nhờ vào cái nhiệt độ của cơ thể mình á. Miếng này thì nó mỏng vừa phải thôi chứ nó không có dày lắm. Khi mà áp vô Ni cảm giác là nó khá là thoải mái và không có bị bí nè. Tuy nhiên thì nó vẫn che được nhũ hoa của mình rất là tốt nha, chứ không phải là kiểu bị lộ ra đâu. Mỗi lần mà sử dụng xong thì mình sẽ rửa qua bằng những cái loại xà phòng mà ít chất tẩy rửa một xíu, ví dụ như là sữa rửa mặt nè, hoặc là nước rửa tay cũng ok. Sau đó mọi người chỉ cần lau khô và dán lại vào cái hộp này thôi. Cái cặp này Ni đã sử dụng được chừng 1 tháng rồi, và dường như là ngày nào Ni cũng sử dụng hết trơn á, cho đến hiện tại thì Ni thấy là nó vẫn dính rất là tốt chứ không có dấu hiệu mà bị bong ra đâu. Một cặp như vậy Ni mua là 70-80 nghìn á, thì có thể nó mắc hơn những cái miếng mà có keo một chút, nhưng mà bù lại nó sẽ tạo cho mình cái sự thoải mái hơn cũng như là cái cảm giác an toàn khi mà mình sử dụng quá nhiều á. Tại vì mỗi lần dùng cái loại keo đó mà nhiều quá Ni cảm giác là nó hơi có mùi nè, cũng như là nó hơi bí bí thì sao á, Ni thấy là nó không có được ok lắm. Như mọi người thấy thì dạo này Ni hay kẹp tóc giả, cho nên là Ni cũng bắt đầu điệu mua mấy cái đồ mà kẹp nơ, kẹp ơ đồ, chứ hồi xưa tóc ngắn thì Ni đâu có sử dụng được mấy cái đó đâu. Thì hôm bữa Ni mới vừa đặt được mấy cái kẹp này nè. Đầu tiên thì sẽ là em kẹp bướm, kẹp hai bên đầu này giống như cái kiểu tóc của Jisoo á. Cái loại này thì nó sẽ có hai loại, một loại là loại nhung với lại một loại là satin, nhưng mà Ni thích mua cái loại satin này hơn. Thì mình sẽ kẹp vô kiểu như thế này nè mọi người. Cái kiểu này nhìn nó kiểu nữ tính mà dễ thương sao á, thì Ni nhớ hôm làm cái kẹp này Ni mua là có 9 ngàn thôi à. Và cái kẹp này Ni thấy là mình kẹp đi ra ngoài cũng được á, nhìn chất liệu nó cũng ok lắm chứ không phải là chỉ chụp hình không đâu. Tiếp theo là mỗi kẹp nơ to như vậy, thì cái kẹp này á, nó sẽ kẹp theo kiểu là mình sẽ cột nửa đầu lên rồi sau đó thì mình sẽ kẹp ở ngay cái phần đỉnh đầu này cho nó rơi xuống. Loại kẹp này dạo này Ni thấy mấy cái bạn doujin rất là hay sử dụng luôn á. Giá cũng rẻ thôi mọi người, nó chỉ có 14 ngàn thôi à, và rất là nhiều màu cho mình lựa chọn. Tuy nhiên cái phần kẹp này thì nó không có được chắc chắn lắm á, nó hơi kiểu nhôm nhựa một xíu. Nhưng mà không sao hết, mình kẹp lên kiểu để tượng trưng để mà chụp hình thôi mà, cho nên là Ni thấy vẫn rất là ok. Món tiếp theo thì cũng là kẹp nơ. Trời, không biết sao giờ này tôi mê kẹp nơ dữ trời. Tự nhiên để tóc dài cái xong rồi cái mình bánh bèo luôn vậy đó. Thì cái loại này á, nó sẽ kẹp giống như vậy nè. Ni sẽ để hình ở đây cho mọi người coi ha. Tại vì Ni thấy người mẫu kẹp dễ thương quá cho nên Ni mua thôi, chứ Ni cũng chưa kẹp thử nên không biết là nó sẽ như thế nào. Tại vì nó hơi nhỏ cho nên là Ni mua tới 2 cặp lận. Thì cái này nó là dạng kẹp mỏ vịt, nhưng mà trông cũng rất là chắc chắn á mọi người. Cái keo dán cái hộp với lại cái nơ cũng xinh xắn nữa. Nói chung là không có thấy cái keo thừa. Cặp này thì có giá chỉ 14 ngàn một cặp thôi. Trời, nhìn xinh xỉu luôn ha. Bạn nào mà tóc dài mà kiểu style bánh bèo cute dễ thương á, trời, rất là nên sắm cặp này luôn á. Tiếp theo là một em băng đô ngọc trai nè. Không biết tại sao dạo này Ni rất là thích những cái phụ kiện mà có ngọc trai á, tại vì Ni cảm giác là nó kiểu nó nữ tính mà nhìn nó vẫn kiểu sang chảnh kiểu gì á. Loại này nó có rất là nhiều hình, thì những cái hình của nó giống như là xếp những cái hàng ngọc trai khác nhau vậy á mọi người. Ni mua chỉ có 12 ngàn thôi à. Loại này nhìn ở ngoài thì thấy là kết cũng rất là chắc chắn, cho nên là mọi người có thể mang chụp ảnh hoặc là mang ra ngoài cũng rất là ok, không có bị kiểu như là hàng mã mà không thể mang ra ngoài được đâu mọi người. Tiếp theo là một cái món mà đậm chất hot girl doujin luôn á mọi người. Món này thì Ni chưa có sử dụng, Ni mới vừa nhận hôm qua thôi. Thì nó là một cây cài vòng hộp, xong rồi có thêm hai cái dây hộp ở dưới đây nè. Cái kiểu này chụp hình lên trời siêu siêu xinh luôn á mọi người. Lúc mà Ni vừa thấy cái hình miêu tả thôi là Ni đã quyết định mua em này luôn. Bạn này thì sẽ hơi đắt hơn những bạn hồi nãy chút xíu, nhưng nhìn chung là nó cũng không có quá đắt đâu, nó chỉ có 32 ngàn thôi. Nhưng mà cái hộp thì rất là sáng luôn á, và Ni cảm thấy là đính vô rất là chắc chắn nè, không có bị lộ mấy cái đường keo thừa.
kiểu này thì đi nghĩ là mang chụp ảnh thôi thì ok, còn mang ra ngoài thì cảm giác là nó hơi bị lố chút xíu và nó rất là xứng đáng so với giá tiền nha. Nhìn trên video vậy thôi chứ ở ngoài cái hộp của nó sáng dữ lắm á. Món tiếp theo là cái em cài tóc mà Ni đang sử dụng nè. Mọi người thấy không, cái cây này á thì nó kiểu giống như là một cái vòng kim loại thôi, không có gì quá đặc biệt lắm, thì Ni mua cũng rẻ, chỉ có 7.000 thôi à. Nhưng mà khi mà mình cài vô á, có cảm giác là nó rất là nhẹ nhàng nè và nữ tính. Cái này thì nó chỉ mạ lên thôi cho nên chắc là sau một thời gian nó sẽ bị ra ten đen đen á, nhưng mà không sao hết trơn. Nó có 7.000 à, mình mang để mà mình chụp hình hay là mình đi ra ngoài một xíu thôi cũng rất là ok. Tiếp theo lại là phụ kiện kẹp tóc, thì đó chính là mấy cái em kẹp tóc mà nhiều màu sắc như vậy nè. Cái loại này một thời rất là trend luôn á, mọi người sẽ kẹp nhiều cái ở trên đầu thành một dải như thế này nè. Thì Ni có kẹp thử, Ni sẽ để trên đây cho mọi người coi ha. Nhưng mà sau khi nhận về và kẹp lên á thì Ni cảm giác là nó hơi trẻ quá so với tuổi của Ni chút xíu á. Tuy nhiên thì nhìn nó vẫn rất là dễ thương và trẻ trung. Và Ni nhớ cái combo này Ni mua 30 kẹp quá, chỉ có tầm hình như là 15 hay là 17 nghìn gì đó thôi à, rất là rẻ. Chốt hạ món cuối cùng cho tóc thì đó chính là cái em băng đô tay gấu này nè. Cái em băng đô này thì Ni dùng để cài mái lên khi rửa mặt hoặc là quay những cái video mà makeup tutorial á. Thật ra thì tại con gái mình hay thích những cái thứ dễ thương như vậy thôi. Chứ khi mà rửa mặt á, mình chỉ cần lấy cây kẹp tăm mình xước cái mái lên là được rồi, chứ đâu có cần gì phải mua đâu đúng không? Nhưng mà tại vì nó dễ thương quá mọi người. Cái cây cài này đi mua thì chỉ có giá là 16.000 thôi, có rất là nhiều màu luôn, thì mình có thể cài khi mà rửa mặt nè cũng như makeup nè. Bởi vì không biết sao nữa, mỗi khi Ni nhìn mấy cái thứ dễ thương như vậy nè thì Ni cảm giác là yêu đời hơn, cũng như là mình cảm thấy là mình yêu bản thân và mình biết chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn á. Quên nữa, còn một món phụ kiện tóc á mà Ni chưa có khoe mọi người thì đó chính là mấy cái em kẹp này nè. Tại vì cái thời gian đó tự nhiên Ni thích mấy kiểu phong cách mà vintage á, với lại là mấy cái kiểu phong cách mà kiểu học sinh hồi xưa mà kẹp suốt mấy cái kẹp này lên nè, cho nên là Ni mua. Nhưng mà nhìn chung là cho tới bây giờ thì Ni vẫn chưa sử dụng nữa, tại vì chưa có concept nào phù hợp hết trơn á. Thì một cây như vậy nó chỉ tầm 5-6 nghìn gì thôi à mọi người. Với như vậy mà muốn kiếm mấy cái loại kẹp mà để kẹp tóc lên cho nó gọn gàng á, nhưng mà mấy cái loại kẹp màu đen thì nó lại quá đơn điệu á, thì mình có thể mua mấy cái loại kẹp này nè, rất là colorful, nhiều màu và dễ thương lắm. Tiếp theo là một món mọi người cũng hay hỏi Ni mỗi khi mà Ni quay video nè, hoặc là Ni up hình ở trên Instagram, thì đó chính là vòng cổ và dây chuyền. Đầu tiên thì không thể nào thiếu những cái em vòng cổ ngọc trai này rồi. Như hồi nãy Ni đã nói với mọi người đó, Ni rất là mộ những cái ngọc trai này luôn á, bởi vì Ni cảm giác là nó rất là hợp với những cái bộ outfit mà nữ tính của Ni. Đây cho mọi người xem nha. Em vòng này thì Ni mua chỉ có giá là tầm 15 ngàn thôi à, rất là rẻ luôn á, nhưng mà nhìn ở ngoài khá là xịn sò mọi người. Với cả là cái dây này á, nó là kiểu dây cước co giãn, cho nên là nếu như bạn nào mà có cái vòng cổ hơi to một xíu á thì mình yên tâm là nó vẫn rất là ok nha. Tuy nhiên á, những cái loại này thì mình chỉ mang để mà chụp ảnh được thôi, chứ mình mang ra ngoài thì nó không có được ok lắm đâu. Kiểu nó sẽ bị loang lỗ vàng vàng đen đen á, cho nên là mình mang ra ngoài nhìn nó kiểu kém sang lắm. Tiếp theo thì là một em vòng cổ mà phối hai dây như thế này. Thì cái loại này á, dạo này Ni hay mang á và mọi người cũng hỏi nhiều lắm. Em này nhìn ở ngoài thì hơi su cà na chút xíu, tại vì cái dây của nó hơi bị kiểu đen đen á, chứ nó không có được sáng á. Tuy nhiên á, nhìn trên video nè hoặc là nhìn ở ngoài á thì lại rất là xịn ha. Cũng như mấy em hồi nãy thôi, thì Ni mua em này có 15 ngàn à, rất là rẻ, cho nên là mình cũng không thể mong chờ chất lượng quá nhiều. Tiếp theo là cái em này Ni chưa có mang luôn, tại vì nhìn nó hơi bị hầm hố quá, chưa biết là sẽ bận với cái gì hết. Thì nó cũng giống như là một loại choker vậy á mọi người. Em này thì đắt hơn chút xíu, Ni mua với giá là 25 ngàn ha. Bạn này là ngọc trai nhưng mà cái kiểu nó không có bánh bèo quá, cho nên là mình có thể bận với mấy bộ đồ mà nó cá tính một xíu cũng ok, không nhất thiết phải là mấy cái đèn đầm bánh bèo đâu. Em này nhìn lên ảnh thì nó cũng ok á, tuy nhiên nhìn ở ngoài á thì mấy cái hạt xích nối với cái hạt ngọc trai này là nó hơi bị nhôm nhựa chút xíu. Ngoài á thì mấy cái đá này nó không có được sáng á, nhưng mà vẫn tiêu chí cũ, mà chỉ đang kiếm phụ kiện chụp ảnh thôi mà, cho nên là mấy cái này thì cũng không cần phải quan tâm quá đâu. Nó chỉ cần rẻ và lên hình đẹp là được. Tiếp theo là một cọng dây mà Ni mới vừa nhận hôm qua, chưa có mở ra luôn á, thì bây giờ mình sẽ mở ra xem thử nha. Ni rất là thích những cái kiểu dáng mà phối hai cái cọng dây mảnh với nhau như thế này nè, bởi vì Ni không thích mang những cái cọng dây mà nó hầm hố quá. Nhưng mà nếu mang dây mảnh như vậy, mình mang một dây á thì nó không có đủ nổi bật, cho nên là khi phối hai dây vào á thì nó sẽ vừa đạt được tiêu chí mảnh nè mà cũng vừa nổi bật nữa. Màu này thì cũng rẻ lắm, Ni mua chỉ có 24 ngàn thôi à, với cả là cái màu vàng của nó cũng không có bị vàng quá, kiểu nhìn vô là biết độ giả liền á. Cho nên nếu như mà bạn nào hợp với những cái loại trang sức màu vàng á mà thích những cái phong cách vậy á thì có thể tham khảo qua thử kem này nha. Cuối cùng là một em vòng cổ Ni rất là thích luôn, nhưng mà cho tới hiện tại thì Ni vẫn chưa có dùng nữa, tại vì thật sự là chưa có kiếm được một cái concept nào mà hợp với em nó. Đây nè mọi người, thì nó là cái dạng vòng cổ choker, nó cứng giống như là cái kiềng vậy đó. Khi mà mình đeo vô thì nó sẽ có một cái dây nó hướng thẳng xuống ngực như thế này, nhìn rất là xinh và nữ tính luôn. Em này Ni mua với giá là 25 ngàn, hơi buồn một chút là khi vận chuyển về thì cánh bướm này nó hơi bị siêu vẹo một xíu. Tuy nhiên là nó cũng ít thôi cho nên là nhìn cũng không có rõ lắm. Thì cái loại này Ni mua cũng một tháng rồi nhưng mà Ni chưa có dùng, lúc nào cũng bỏ trong bịch hết, cho nên nhìn chung tới bây giờ thì nó vẫn rất là sáng. Mấy cái loại hàng rẻ như thế này nè, nếu như mọi người muốn dùng được lâu á thì nhớ bảo quản nó trong những cái bịch ni lông hoặc là những cái hộp nha, đừng có bỏ ở ngoài thì nó sẽ rất là nhanh bị oxy hóa, chắc để chừng tuần thì nó ra ten hết trơn à. Tiếp đến là một em dây chuyền hạt colorful nè. Em này một thời gian Ni thấy là rất là nhiều bạn sử dụng luôn á, thì đợt trước Ni cũng có đăng một cái tấm hình ở trên Instagram sử dụng em này, thì mọi người cũng đã inbox hỏi Ni cái link em này rất là
nhiều. Cái này thì kiểu dây ngắn, nó giống như là choker vậy đó, mình sẽ đeo sát cổ như vậy nè, chứ nó không có dài ra ha. Thì cái dạng này nó sẽ rất là phù hợp với những cái outfit mà kiểu colorful nè, hoặc là cá tính, hoặc là phong cách một xíu. Bạn này thì nó có nhiều màu phối hợp với nhau cho nên là rất là dễ phối đồ, mình không có lo là phối với màu này màu kia sợ nó bị chổi màu. Giá cũng rẻ đó mọi người, đi mua chỉ có 25.000 thôi à. Nãy giờ mới để ý là dù như mình mua dây chuyền nào cũng 25.000 hết ha. Em này bởi do cái phần hợp kim của nó ít á cho nên là nó sẽ lâu cũ hơn mấy cái loại mà đi đã nói nãy giờ, cho nên loại này thì thời gian sử dụng của nó có thể là sẽ lâu hơn những cái em kia đó. Tiếp theo là một mảng mà Ni cũng cực kỳ yêu thích khác, thì đó chính là bông tai. Trời ơi, Ni rất là mê bông tai luôn á mọi người, kiểu giống như là lúc nào tai mình cũng phải có bông tai hết trơn á. Và để đồng bộ với mấy cái dây chuyền ngọc trai ban nãy á thì Ni cũng đã mua 2-3 cái bông tai ngọc trai giống vậy luôn. Đầu tiên là em bông ngọc trai khuyên to như vậy, thì cái loại này nó hơi to một xíu, với cả là khi mà Ni nhìn hình thì thấy dễ thương thôi, chứ lúc mà về á mang vô thì cảm giác là nó hơi già, kiểu nó giống mấy bà hội đồng á mọi người. Tuy nhiên á thì mình vẫn có thể mang để chụp ảnh với những cái outfit mà xõa tóc, còn nếu mà cột tóc lên á thì trong nó sẽ hơi bị già chút xíu á mọi người, còn nếu búi tóc thì thôi khỏi nói đến luôn. Nếu như mọi người thích mấy cái dạng mà khuyên tai ngọc trai như vậy á thì Ni có cái loại này khuyên nó nhỏ hơn nè và nhìn nó cũng xinh xắn hơn. Cái này đeo vô thì nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn bạn hồi nãy. Thì giá mà Ni mua em này cũng chỉ có 13.000 thôi. Em này thì Ni đeo hơi nhiều một xíu cho nên là cái phần màu vàng nó cũng bắt đầu hơi bị ra ten chút xíu rồi. Tuy nhiên á thì cái phần đá với cả là cái phần ngọc trai á nhìn nó vẫn còn sáng lắm. Và những cái loại khuyên nhỏ như vậy á thì nó sẽ phù hợp với những cái loại dây chuyền ngọc trai hơn, cũng như là nó sẽ dễ dàng hợp với nhiều dáng mặt hơn. Tiếp theo là em bông tai dáng dài thì Ni mới vừa nhận hôm qua. Bây giờ thì Ni mới mở ra để xem nè. Dạo này á, Ni thấy là ở bên Douyin nó rất hot mấy cái loại mà bông tai dáng dài kiểu như vậy nè mọi người. Kiểu hồi xưa mấy cái loại dài dài như vậy thì mình thấy hơi xinh xớm đúng không? Nhưng mà dạo này Ni thấy là mọi người rất là hay mang những cái loại này. Và trong đó xinh sáng nhất là đối với những bạn mà tóc kiểu dài dài như thế này nè. Trời ơi, nhìn nữ tính mà nhìn nó sang lắm luôn á. Đôi này thì Ni mua chỉ có 25.000 thôi à. Và ở trong shop á, có rất là nhiều cái bông tai dáng dài như vậy luôn. Nhưng mà do không biết là mặt mình có hợp hay không á, cho nên là Ni chỉ mua một đôi đeo thử thôi. Tiếp đó là hai em bông tai nhìn kiểu hơi cá tính một xíu, thì cái dạng này nó sẽ là cái khuyên tròn như vậy nè mọi người. Thì do là nó rẻ chỉ có 10.000 một cặp và cho nên là Ni mua hai cặp màu vàng với màu bạc luôn, coi mang cặp nào hợp thì mang thôi. Loại này đeo vô chụp ảnh nhìn cũng xịn sò lắm mà mọi người. Tuy nhiên cái chất liệu của nó rẻ với cái là nó to quá cho nên khi mình mang vô sẽ cảm giác hơi bị nặng tay một xíu. Đeo một hồi thì cảm giác là cái chỗ lỗ tai của mình á nó hơi bị đau đau một chút. Nhưng mà nếu mà chỉ đeo cỡ chừng vài tiếng chụp ảnh thôi á thì ok, không có sao. Ok, tới đây thì cũng đã hết những cái sản phẩm hoa phụ kiện của đợt này rồi. Hôm bữa thì Ni có đặt thêm mũ này với cả mắt kính này kia nhưng mà nó chưa có về kịp, cho nên chắc là Ni sẽ gom lại hoa ở một video khác nha. Tới đây thì video của Ni cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video nha. Nếu như mọi người muốn Ni làm về chủ đề gì á thì đừng quên comment ở bên dưới cho Ni biết với ha. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye.